đi ôm bạn đi. Đi ôm bạn đi. À ôm bạn. Ôm bạn sẽ an toàn nhá. Đi nào. Đi thôi. Đi chơi nha. Rồi Mimi ôm vào. Mimi thích không? Hai bạn có vẻ rất thích ngồi xe đấy các bạn. Đi chậm nhẹ. À Mimi ôm bạn rất là chặt kìa. Rồi cho con ngồi sau. Mimi ngồi trước. À Mimi muốn có bạn ôm à? Đây con ôm đây. Hai bạn ngồi đằng trước nhá. Hai bạn ngồi đằng trước con nhá. Đây cho bạn ngồi đằng trước. Mimi thả bạn ra nào. Mimi ôm chặt bạn các bạn ạ. Ooh.